Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua mới nhất về tại của em. Đây là một chiếc xe đua carbon đến từ thương hiệu của Đức, VISP VS720. Vâng, trước đây em đã về được một chiếc rồi. Và hôm nay là một chiếc này cực mới các bác nhé, trên 95% em đánh giá. Chiếc xe full carbon và sử dụng cấu hình 105. Vâng, rất là tốt. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và hôm nay em về là một chiếc xe với tông màu đỏ đen các bác nhé. Em sẽ lướt qua lớp sơn của xe, em đánh giá trên 95%, cực mới. Các bác thấy sơn rất còn sáng và bóng. Chiếc xe chỉ được sử dụng lướt qua thôi. Đấy, như các bác thấy rất mới. Bộ khung này rất là đẹp. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức, xe đua carbon. Gần đây là càng carbon luôn. Các bạn có thể thấy những vân carbon này. Chiếc xe em đánh giá rất là nhẹ các bạn nhé, chỉ rơi vào tầm dưới 10 cân, tầm 8-9 cân thôi. Rất là nhẹ, xe carbon. Cọc yên nguyên zin của VISP. Yên của Twitter. Với dòng VISP với dòng Twitter thì luôn sử dụng cùng đồ phụ tùng với nhau. Không Twitter ở đây cũng không quá xa lạ rồi. Cũng là một thương hiệu của Đức. Yên còn rất là mới các bạn nhé. Trên đây một cái tem của xe. Nhưng mà họ cũng không ghi sai là bao nhiêu và tí em sẽ đo. Xe được sử dụng nguyên bộ rất nhiều những cái phụ tùng của Zetropec, phụ tùng hiệu các bác nhé. Các bác đi xe đạp thì không xa lạ gì với thương hiệu phụ tùng Zetropec thì rồi. Bộ vành nguyên cặp, vành hiệu của Zetropec, may ơn cũng vậy. Này bạc tạm. Cầm dẹp thôi nhé. Cầm dẹp rồi. Rồi các bác đi lướt đi nhanh hơn. Sử dụng bộ lốp thông thường của dòng xe đua là 700x23C. Lốp về theo xe các bác nhé, rất là mới. Các bác có thể thấy em còn chưa lau, nhìn chưa bị mòn nhiều. Vâng, ở phía bên trên đây thì cổ phốt của Twitter, ghi đông cổ phốt của Zetropec. Đều sử dụng phụ tùng của hãng. Ghi đông đây. Phanh ba mảnh trước. Phía trên đầu xe thì có logo của hai con chắc đây là hai con sư tử. Vâng, của hãng. Đây là biểu tượng của hãng VISP. Xe được sử dụng bộ tay lắc rất là cao cấp của Shimano 105. Các bạn thấy rất mới, tay bấm
À tay lắp còn rất mới nhá. Số 15 thì cũng chưa mất tí gì cả. Rồi những xe đã qua sử dụng đi nhiều mưa gió thì 1.5 nó sẽ bị chóc một ít, nhưng xe này vẫn còn nguyên. Đây là bộ bánh trước Top Racing Retro Spec căm dẹp. Vâng, tất cả đều đồng bộ các bác nhá, không bị lai tạp món nào. May ở trước, vành phản quang. Đây, các bác thể thấy vành phản quang đây, giúp đi đêm các bác có thể tránh được nhiều nguy hiểm. Chúng sẽ đi vào đo chiều cao đứng của khung xe. Bốn mươi tám các bác nhé. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Bê đan cá, một đôi bê đan cá rất là cao cấp về theo xe em để nguyên. Xe nào có bê đan cá thì em để nguyên các bác nhé. Em sẽ đi vào đánh giá hoạt động. Động xe là 1.5, em nghĩ là tốt rồi, nên lên clip. Đấy, như bác thấy lên clip rất là êm, chuyển động rất tốt, xuống clip. Củ đề 1.5, bên tay phải là bên đĩa, gạt đĩa của 1.5, xuống đĩa, lên đĩa. Rồi chuyển động rất là tốt, quay rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe VISP VS720, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức và chiếc xe được sử dụng khung càng carbon và cấu hình 1.5, được nâng cấp thêm một bộ bê đan cá, sử dụng nguyên một bộ phụ tùng của Retro Spec hàng hiệu. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em là mức giá là 16.900.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.